Các bạn ghi trên TK chủ đề của tuần trước ha, thì hiện tại đơn, đúng rồi. Bạn Thảo Trang, thì hiện tại đơn. Thì hiện tại đơn mình học về hai loại động từ. Động từ gì ạ? Hai loại động từ mà mình học từ tuần trước. Khi mà mình học, các bạn chịu khó, mình chuẩn bị với tinh thần là mình tìm một chỗ thoải mái và mình có thể sẵn sàng để viết trả lời lại cho những câu hỏi của thi khai ha. Khi mà mình trả lời như vậy, nó sẽ giúp chúng ta nhớ được lâu hơn. Thay vì mình chỉ ngồi mình nghe không thôi thì mình chịu khó mình viết lại. Đúng rồi, bạn Phạm Duyên, động từ to be và động từ thường. Mình nhớ công thức của động từ to be là gì không? Công thức của động từ to be ở thì hiện tại đơn. Đúng rồi, các bạn cho TK xin công thức của động từ to be nha. Thì hiện tại đơn công thức của to be là gì? Đầu tiên mình sẽ có chủ ngữ. Đúng rồi bạn Hảo. Công thức câu thường tất cả các loại câu mình sẽ bắt đầu bằng là chủ ngữ ha. Chủ ngữ tiếng Anh mình viết tắt là chữ S của subject ha, là chủ ngữ nè. S. Sau đó sẽ đến động từ. Và nếu mà ở động từ to be thì mình sẽ xài gì? Động từ to be thì hiện tại mình có chữ am, chữ is hoặc là chữ are. Đúng không? Còn nếu động từ thường đầu tiên là chủ ngữ, sau đó đến gì? Đến động từ. Và động từ này thường là động từ nguyên mẫu hoặc là động từ mình thêm s hay là es ở ngoài sau. Đúng không? Đây là câu khẳng định nè. Mình có ba loại câu. Câu khẳng định rồi câu gì nữa ạ? Bạn Hiếu Võ, as, am, is, are, sau đó cộng với verb. Bản thân am, is với are là verb rồi, là động từ rồi ha. Sau đó không có động từ nữa nha. Còn nếu mà câu bình thường đó, động từ thường đó, thì là chủ ngữ cộng với động từ. Mình không có am, is, are. Tùy theo ha, nếu mình xài động từ to be thì không có động từ, còn nếu động từ thì không có động từ to be ở thì hiện tại đơn nha. Bạn Thảo đúng rồi, nhưng mà bạn Thảo cho mình công thức của động từ bình thường luôn nha. Thảo Trang chào bạn Duyên. Rồi các bạn nhớ mình có ba loại câu ha. Câu khẳng định rồi câu gì nữa ạ? Khẳng định nè. Loại câu thứ hai là câu gì? Câu khẳng định rồi bạn thi câu phủ định tiếp theo là câu gì nữa? Rồi, câu nghi vấn ha. Thăng hoa đúng rồi. Khẳng định khác với phủ định ở chỗ nào các bạn? Sự khác nhau giữa khẳng định và phủ định là gì ạ? Bạn Loan Đặng đúng rồi ha, khẳng định phủ định nghi vấn. Khác nhau giữa khẳng định và phủ định là gì các bạn? Hiếu Võ, em is are, đúng rồi. Hảo đúng luôn ha, subject cộng với lại động từ. Động từ có thể thêm s hoặc là es. Nghi vấn nha bạn Minh Hằng, nghi. Nghi là nghi ngờ đó, như là câu hỏi ha. Đúng rồi, không thêm not. Khẳng định là mình xác định một điều gì đó, phủ định là mình từ chối một điều gì đó. Thì mình thêm chữ không. Chữ không trong tiếng Anh là chữ not ha.
Rồi đây là ở thì hiện tại đơn. Hôm nay chúng ta sẽ học về thì quá khứ đơn. Quá khứ đơn thì mình cũng có hai phần luôn nha, động từ to be và động từ bình thường. Rồi công thức hồi nãy các bạn nhớ ở trong động từ to be đó. Công thức ở thì hiện tại là mình có gì? Subject cộng với lại am, is hoặc là are đúng không? Subject nè, cộng với lại am nè, is nè hoặc là are. Thì mình thấy ở đây khi mà mình sử dụng cho em là sử dụng với ai? I am là một người đúng không? Mình sử dụng is cho ngôi thứ ba số ít. Ngôi thứ ba có nghĩa là sao? Ở trong tiếng Anh mình có ba ngôi ha. Các bạn ngôi 1, ngôi 2, ngôi 3. Như vậy thì làm sao mình biết được là ngôi nào là ngôi 1, ngôi nào là ngôi 2 và ngôi nào là ngôi 3? Các bạn giải thích cho Thi nghe nha. Khi nào là ngôi 1, khi nào là ngôi 2? Mình nhớ những chữ là từ nhân xưng đó. I, you, he, she, it, we, you, they. Những chữ này thì trong những chữ này chữ nào là ngôi 1, chữ nào là ngôi 2, chữ nào là ngôi 3 các bạn? Tuần rồi thì Kê có giải thích rồi đó. Mình nhớ không? Thì nào là ngôi 1 ạ? À? Ngôi 1 là ai? Đúng rồi bạn Hảo. He, she, it là ngôi mấy? I, we là ngôi 1, Vinh Võ Trọng. Đinh Ngọc đúng rồi. Bùi Linh đúng luôn nha. Hảo ngôi 2 là you chưa đúng ha? Phải nhạt nhẽo, tại sao lại sợ sai? Ai cũng phải có sai lần này lần kia chứ, mình đâu có sợ, mình phải sai rồi mình mới nhớ. Mình không sai, mình cứ sợ hoài mình sẽ không nhớ được ha. Rồi thì cái giải thích lại cho các bạn nhớ nha. À, đây là đại từ nhân xưng, là những từ mình dùng khi mà mình nói chuyện với nhau, xưng hô với nhau. I, you, tôi và bạn, anh ấy, cô ấy gì đó ha. Thì mình thấy ở đây mình có ba ngôi, 1, 2, 3 đúng không? Ngôi 1 là người nào đang nói, người đó là ngôi 1. Mình dùng ai khi nào? Ai là chữ tôi. Mình dùng khi mình nói chứ mình nghe mình đâu có dùng chữ ai. Tôi làm cái này, tôi làm cái kia, hôm qua tôi đã đi đâu gì đó. Tôi. Thì như vậy ai? Người nào đang nói, người đó là ngôi 1. Như vậy ở đây là ngôi 1. TK ghi không có dấu được nha. Tuần sau TK sẽ có dấu hay. Bây giờ tiếng Việt không có dấu. Đây là ngôi 1 và đây là số ít tại vì chỉ có một người thôi. Ngôi thứ nhất và số ít. Thì như vậy chữ we là chúng tôi hoặc là chúng ta cũng là ngôi một, tại mình sử dụng khi mà mình đang nói. À, hôm nay chúng tôi sẽ đi đâu, hôm nay chúng tôi dự định làm gì đó. Cho nên chữ we cũng là ngôi một nhưng mà là số nhiều, vì là nhiều người. Người nói là ngôi số 1, người nghe là ngôi số 2. Người nghe là người nào? Là chữ you. TK nói chuyện với một bạn hoặc là nhiều bạn các bạn, cho nên chữ you ở trên đây là ngôi 2, số ít nếu mà một người. Còn chữ you ở dưới đây là ngôi 2 nhưng mà là số nhiều. Thật ra chữ chữ you mình cứ coi như là số nhiều hết ha. Còn lại những chữ kia là ngôi số 3. Tại sao mình gọi là ngôi thứ ba? Tại vì người đó không có tham gia vào cái cuộc nói chuyện này. Ví dụ như mình đang nói chuyện mà mình nói tới anh Frank đi. Chữ he này mình hay dịch là anh ấy, ông ấy, chú ấy dành cho người nam, nhưng mà mình nói trong tiếng Việt mình nói từ thân thuộc mình kêu là ảnh. Ảnh không có ở đây. Thì khi mà mình dùng chữ ảnh hoặc là anh ấy, người đó không có ở đây, không tham gia vô cuộc nói chuyện này thì đây là ngôi thứ ba và là số ít ha. Chữ she cũng vậy, cô ấy, bà ấy, em ấy, ngôi ba và là số ít luôn. Chữ ít cũng vậy, chữ ít mình dùng cho đồ vật hoặc là thú vật ha, con mèo gì đó, nhà tôi có con mèo nó đang ở trên lầu hay là nó màu đen nó gì đó ha, thì đây là ngôi thứ ba và là số ít. Còn chữ đây là ngôi thứ ba nhưng là số nhiều. Ví dụ như TK có hai đứa con, các con của TK thì đang đi học. Chữ các con, họ, chúng nó, đây là ngôi ba và là số nhiều. Ngôi thứ nhất người nào đang nói, ngôi thứ hai người nào đang nghe. Còn người nào không có nói chuyện ở đây, không có tham gia vào cuộc nói chuyện này mà mình nhắc đến người đó
thì người đó là ngôi thứ ba. Như vậy các bạn nhớ nha, ngôi thứ ba mình phân biệt ở đây là số ít và số nhiều. Ngôi thứ ba số ít là ở đây ha. Rồi, như vậy quay trở lại chỗ này, chữ I dùng với chữ am, ngôi thứ ba hoặc là số ít thì mình dùng với chữ is, ngôi thứ ba số ít hoặc là một người mình dùng với chữ is, số nhiều mình dùng với chữ are. Các bạn nhớ nha. Như vậy am và is là dùng cho số ít, I dùng cho số nhiều. Đây là ở thời hiện tại của động từ to be ha. Hôm nay chúng ta học đến thì quá khứ. Trước nhất mình học đến động từ to be thì đầu câu vẫn phải có chủ ngữ. Sau đó mình thấy ở đây chữ em và chữ is là ít người nè, thì qua quá khứ mình đổi lại là chữ was. Was, các bạn nhớ nha. Còn chữ a là số nhiều thì mình sẽ đổi lại thành chữ were. Các bạn nhớ cách đọc của hai từ này đều là âm ơ hết. Khác nhau á là ở chữ ngoài trước nó có chữ s, mình đọc nghe là chữ z ha. Was, was. Còn từ này cũng là âm ơ, mình mà đọc chữ R, were, were. Nhiều bạn đọc này là was rồi were, không phải nha. Hai cái đều đọc giống nhau, khác nhau ở âm cuối cùng. Was hoặc là were. Rồi, như vậy khi nào mình sử dụng thì quá khứ? Ví dụ mình nói tôi là học sinh, mình nói như thế nào? Tôi là học sinh. Tôi là học sinh. Các bạn ghi câu đó cho TK nha. Tôi là học sinh ở thời hiện tại. Tôi là học sinh. Bạn Đào, Đàn Đoàn Văn đúng rồi, bạn Phạm Duyên chưa đúng nha. Thì hiện tại mà. Cương Vũ đúng nè, Vinh đúng nè. Bạn Mỹ Hạnh, I am a, trước danh từ phải có mạo từ ha. I am a student, trước danh từ mình phải có mạo từ. Nếu mà danh từ nó số nhiều thì mình sẽ không có mạo từ, mình thêm s ngoài sau. À, Thành Phạm, student mới là học sinh. Study là động từ, là cái việc học mà thôi. Mình thấy thường khi mà mình ghi từ vựng đó, mình hay ghi chữ N kế bên. Chữ N có nghĩa là noun, có nghĩa là danh từ ha. Còn study nè, đây là verb, là động từ, hành động. Tôi học tiếng Anh, tôi học cái gì đó. Còn cái kia là tôi là học sinh. Học sinh là nói về người, đồ vật, thú vật ha. Còn đây là hành động, I am a student. Rồi, khi nào ở trong hiện tại tôi là học sinh, tôi bây giờ tôi vẫn là học sinh, mình dùng I am. Mình sử dụng thì quá khứ khi nó không còn xảy ra trong hiện tại nữa. Ví dụ như họ là cách đây 5 năm bạn làm gì? Lúc đó tôi là học sinh. Bây giờ không còn là học sinh nữa thì mình mới xài động từ thì quá khứ. I was a student. Thường mình sẽ có thời gian kèm theo. Cách đây 2 năm, cách đây 3 năm hoặc là vào năm đó tôi là học sinh. Thì mình thấy từ câu hiện tại sang câu quá khứ chúng ta chỉ đổi một động từ mà thôi. Tất cả những yếu tố khác mình để nguyên. Cho nên sau này khi mà mình muốn nhìn, mình lấy một cái tờ báo nào của tiếng Anh, quyển sách nào của tiếng Anh đó, mình lấy một câu bất kỳ ra, mình nhìn vào động từ ở trong câu, mình nhìn vào động từ mình sẽ biết được câu này là thì gì. Mình chỉ cần nhìn vào động từ và mình sẽ biết được câu này là thì gì các bạn nha. Nếu mà mình thấy là am, is, are, sau đó không có động từ nào khác thì đây là thì hiện tại đơn. Nếu mà là was hoặc là were thì quá khứ đơn ha. Rồi, nếu như như vậy thì khi nào mình xài chữ was này, hồi nãy TK nó xài cho số ít nè, thì các bạn nhớ không? Hôm trước mình chia nhóm nhóm 1, nhóm 2 đó ha. Thì đây, he, she, it là mình dùng cho nhóm số 2. Tất cả những chữ còn lại là nhóm 1. I, you, we, they là nhóm 1. Mình xài với chữ ok, để tôi khai ghi cho các bạn nhớ luôn ha. Rồi,
Như vậy mình có chữ I, mình đi với chữ was nè. He, she và it sẽ đi chung với chữ was. Ha. I was, he was, she was, it was. Nhóm xoay mình có gì? We, you, they đi chung với chữ were. Rồi bây giờ nếu mà mình để mình có thể muốn đặt câu thì chúng ta cứ ráp đúng với công thức như vậy ha. Chủ ngữ cộng với động từ was hoặc là were, sau đó tới object là tân ngữ. Nếu ở câu phủ định chúng ta thêm chữ not và chữ not sẽ nằm sau động từ to be. Ví dụ chúng ta nói là trước đây cô ấy là bạn gái của tôi, mình nói như thế nào? Khi tôi còn đi học cấp 3, cô ấy là bạn gái của tôi. Khi tôi học cấp 3, cô ấy là bạn gái của tôi. Các bạn dịch câu đó cho Thi Khang nha. Bạn Ngô Thụy Trân. Tối chủ nhật các bạn nha. Tối chủ nhật hàng tuần lúc 8 giờ, giờ của Việt Nam ha. Thi Khang sẽ live stream. Trong những tuần đầu tiên mình sẽ ôn về 12 thì ở trong tiếng Anh nha. Cho nên các bạn nếu mà có bạn bè của mình mà muốn học chung thì mình sẽ rủ bạn bè học chung ha. Rồi các bạn dịch cho TK câu này nha. Khi tôi học mà cấp 3 thì cô ấy là bạn gái của tôi. Hoặc là cô ấy là bạn gái của tôi khi tôi học cấp 3. Mình sử dụng thì quá khứ đơn ha. Bạn Wendy. Wendy ghi là when I studied in high school, she was my girlfriend. When I was high school. Bạn Thúy Vân, Thúy Trần chứ. Bạn Thúy Trần. Câu của bạn Thúy là when I was high school. When I was high school. High school là trường cấp 3. Khi tôi là trường cấp 3 không đúng nha. Mình đâu phải là cái trường học. Mình học ở trong trường học ha. Cho nên mình nói là when I was, mình thêm chữ in vào. When I was in high school là khi tôi còn học ở trường cấp 3 đó ha. Nó sẽ đúng hơn. Cô ấy là bạn gái của tôi. She was my girlfriend. Đúng rồi. She was, bạn Vinh Võ Trọng. She was a my girlfriend. Tuần trước thì Kay có nói rồi. She was a my girlfriend. Friend. Thì bây giờ mình thấy nè, nếu mà hồi nãy TK có nói đó, trước danh từ chúng ta có mạo từ đúng, nhưng mà chúng ta thấy ở đây vì mình có tính từ chỉ về sở hữu rồi thì mình sẽ không có mạo từ nữa. Trong hai cái chúng ta chọn một thôi. She was a girlfriend hoặc là she was my girlfriend. Ở đây mình nói là bạn gái của mình thì mình dùng chữ chữ my. Các bạn để ý một lần nữa, khi mà TK viết xuống như vậy, các bạn thấy ở đây họ gạch màu xanh hay không? Họ gạch đích màu xanh nè. Dành cho các bạn khi mà mình đi học hoặc là mình đi làm đó, mình viết văn bản hoặc là viết email cho khách hàng hoặc là mình viết bài nộp cho thầy giáo, cô giáo. Nếu gặp màu xanh là sai văn phạm, gặp màu đỏ là sai chính tả. Các bạn lưu ý nha. Ở đây các bạn thấy ở đây nè, họ gạch ở dưới chữ không này nè. Họ gặp màu đỏ ha. Gặp màu đỏ là sai chính tả, gặp màu xanh là sai văn phạm. Phần mềm này của bên nước ngoài cho nên ở trong Microsoft nó có sẵn, cho nên nó sẽ không nhận diện được tiếng Việt của mình. Khi mà các bạn thấy nó sai mà các bạn không biết cách sửa, ví dụ như ở đây thì kê sửa thì mình bỏ bớt một chữ đi thì nó sẽ không còn gặp màu xanh nữa nha. Còn nếu mà mình không biết cách sửa như thế nào á thì các bạn nhấp chuột vào đây, các bạn nhấp chuột phải. Thì các bạn thấy ô đầu tiên nó ghi nè, chữ grammar là văn phạm, nó báo đây là lỗi văn phạm. Mình để chuột vào đây, họ sẽ giải thích cho mình, họ sẽ hướng dẫn mình cái cách sửa. Họ kêu là mình đổi thành chữ my. Ha,
thì mình chọn một chữ thôi. She was my girlfriend. Dĩ nhiên cái mà họ đề nghị cho mình không phải lúc nào cũng đúng. Họ sẽ đưa ra nhiều, nếu mà có nhiều sự chọn lựa, họ sẽ đưa nhiều sự chọn lựa rồi mình coi cách nào mà gần đúng với ý của mình thì mình sẽ chọn nha. Okay. When I studied at high school, she was my girlfriend. Đúng rồi, she was my girlfriend. Mình thấy ở đây ha, hành động nào không còn xảy ra ở trong hiện tại, chúng ta chuyển sang thì quá khứ đơn. Rồi, nếu mà cô ấy không phải là bạn gái của tôi, she was not, thêm chữ not vào, cô ấy không phải là bạn gái của tôi. She was not my girlfriend. Okay. Rồi, nếu mà chúng ta sử dụng với chủ ngữ các anh chị của tôi đã sống ở Việt Nam trước khi sang Mỹ. Mình dịch câu đó nha. Các anh chị của tôi đã sống ở Việt Nam trước khi sang Mỹ. Các anh chị của tôi đã sống ở Việt Nam trước khi sang Mỹ. She was not. Đúng rồi. Các anh chị của tôi. Thay vì mình dùng chữ anh chị là gì ạ? Thường khi mà chúng ta học á, hoặc là khi mà các bạn xem video của TK trên YouTube cũng vậy, thay vì mình chỉ ngồi mình nghe thôi, thì chúng ta chịu khó khi mà mình nghe tới câu nào mình viết lại cái câu đó. Có thể viết bằng giấy cũng được, nhưng mà các bạn nếu mà muốn nhanh hơn thì mình viết ngay ở dưới phần bình luận ở trong cái video cũng được luôn ha. Mình viết câu nào, mình nghe câu nào mình viết câu đó xuống. Khi mà mình viết như vậy nó sẽ giúp chúng ta nhớ được lâu hơn. Tay viết, miệng đọc theo các bạn nha. Bạn Thị Hoa Phạm. My siblings lived in Vietnam before went to America. Thì khi viết lại câu của bạn Thị Hoa Phạm ha. Thường chúng ta có my brothers là anh em trai nè. My sisters là chị em gái nè. Thì chúng ta có thể tóm gọn là bằng chữ là my siblings. Siblings là anh chị em. Mình dùng cho anh chị em ruột các bạn nha. Rồi. To live là sống nè. Thì quá khứ. Đây là động từ bình thường. Chúng ta sang động từ bình thường ha. Hồi nãy mình học động từ to be là chữ was, chữ were. Còn động từ bình thường các bạn nhớ lần trước chúng ta học không? Động từ bình thường thì chúng ta chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất mình làm gì? Nhóm thứ nhất là mình để nguyên, động từ nguyên mẫu, các bạn nhớ ha. Nhóm thứ hai là chúng ta thêm s hoặc là es, đúng không? TK đang ôn lại bài của tuần trước nha. Nhóm thứ nhất là mình để nguyên, nhóm thứ hai là mình thêm s hoặc là es. Như vậy nhóm thứ nhất mình có gì? I, you, we, they, đây là nhóm 1. Nhóm 2 là he, she, it. Hoặc là số ít ha. Ở trên là số nhiều với là số ít. Thì các bạn nhớ tuần trước TK nói không? Ở trong thì hiện tại đơn, nhóm 1 mình sẽ để nguyên và mình thêm nguyên trong động từ nguyên mẫu. Nhóm số 2 mình thêm s hoặc là es. Nhưng hôm nay khi mà chuyển sang quá khứ thì mình không phân nhóm 1, nhóm 2 nữa. Các bạn nhớ nha. Ở thì quá khứ thì chúng ta không phân biệt nhóm 1 hay là nhóm 2. Động từ bình thường mình sẽ, ví dụ động từ live, động từ bình thường khi sang quá khứ mình thêm ed. Mình có động từ moved là dọn nhà, mình thêm ed ha. Mình có động từ clean là rửa chùi gì đó, mình thêm ed. Ở đây cũng vậy, nhóm 2 cũng y như vậy luôn ha. Mình có động từ cook là nấu ăn, mình thêm ed.
Luật là như thế nào? Ở thì quá khứ mình thêm ed, mình có động từ study. Tận cùng là y dài. Mình đổi y dài thành y ngắn, mình thêm es, thêm ed. Các bạn nhớ nha. Ở thì quá khứ chúng ta thêm ed. Đây là động từ bình thường. Ở đây mình thêm một động từ nữa. Lúc trước mình chỉ học động từ to be là một, động từ bình thường là hai. Hôm nay chúng ta học thêm một cái động từ nữa gọi là động từ bất quy tắc. Tại sao họ gọi là bất quy tắc? Tại vì á, quy tắc của họ là gì? Quy tắc ở đây đưa ra là ở thì quá khứ chúng ta thêm ed. Nhưng mà có một số từ họ không theo cái quy tắc nào hết thì họ gọi là bất quy tắc. Chữ bất có nghĩa là không ha. Mình có câu là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến đó. Khi mà chúng ta có chữ bất ở đây là mình không không theo một cái quy tắc nào hết. Thì khai lại không ghi dấu được nha. Bất quy tắc ha, là không theo quy tắc nào hết. Thì ở đây họ chia ra ba nhóm. Nhóm đầu tiên là ở thì hiện tại nè, nhóm số 2 là ở thì quá khứ nè, nhóm số 3 là ở thì quá khứ phân từ. Quá khứ phân từ bây giờ chúng ta chưa học tới, chúng ta chỉ học tới hiện tại và quá khứ thôi ha. Và họ quy định luôn cái từ này ở thì hiện tại là phải sử dụng cột số 1, ở thì quá khứ sử dụng cột số 2, ở thì hiện tại sử dụng cột ở quá khứ phân từ sử dụng cột số 3, và mình chỉ có cách học thuộc lòng thôi, không có sự chọn lựa nào khác hết. Thì ví dụ như mình có động từ to be mà mình học á, đây là động từ bất quy tắc. Ở hiện tại mình có chữ gì? Chữ em, chữ is hoặc là chữ a, đúng không? Ha. Ở thì quá khứ chúng ta có chữ gì? Mình mới học xong đó, nhớ không? Ở quá khứ thì mình đổi thành là was hoặc là were. Rồi, ở quá khứ phân từ mình sẽ học đổi thay thành chữ been. Học thuộc lòng các bạn nhé, không có sự chọn lựa. Rồi, mình sẽ ví dụ một động từ khác. Mình có động từ to do là làm. Ở hiện tại là do, ở quá khứ là mình đổi thành chữ did. Quá khứ phân từ là done. Mình có động từ go là đi. Quá khứ tự động đổi thành chữ went. Ha, quá khứ phân từ là gone. Khi học các bạn học luôn ba cột nha. Mình không thể nói là bây giờ mình mới học hiện tại quá khứ, học cột 1 và cột 2, cột 3 để dành chừng nào học tới mình học sau. Không, học luôn ba cột luôn ha. Và mình có hai cách học. Một á là mình học cách chủ động, là vì tôi muốn biết nên tôi sẽ học. Như vậy thì nó sẽ mất thời gian hơn chút xíu, nhưng mà mình chủ động mình học ha. Mình có thể học bằng cách là mình đi ra ngoài nhà sách, hoặc là mình lên mạng mình tải cái bản động từ bất quy tắc xuống, mình mua ngoài nhà sách cũng được. Thì nó có khoảng 600-700 từ gì đó, chúng ta không cần học hết đâu. Tại vì đối với cái lượng mà mình cần để mình sử dụng trong văn nói thì Khê nghĩ mình chỉ học, và các bạn, đặc biệt các bạn mới học á, mình học, mình chọn 50 từ thông dụng nhất để mình học. Mình thấy từ nào mình hay xài, mình học từ này hay xài, mình học. Cho nên mình lựa ra 50 từ trước các bạn nha. Tuy Khê có một cái bài hướng dẫn cho các bạn cách học động từ bất quy tắc rất là dễ hiểu. Nên nếu mà bạn nào muốn, các bạn có thể nhắn ở trong nhắn tin cho TK đi ha. Cái cách dễ nhất khi mà các bạn liên lạc với TK thì các bạn xem cái video nào, đừng nhắn ở dưới cái video của ngày hôm nay. Tại video của ngày hôm nay rất là nhiều bạn nhắn, TK sẽ khó đọc lắm. Các bạn nhắn ở trong bất kỳ video nào khác là gửi cho các bạn cái video về cách học bản động từ bất quy tắc thì TK gửi. Hoặc là một cách dễ nữa là vậy nè. Các bạn vào trong YouTube của TK, các bạn thấy ở trong cái phần mà tìm kiếm, các bạn bấm vô động từ bất quy tắc. Thì TK sẽ giải thích sơ cho các bạn cách học ở trên này luôn. Là mình lựa 50 từ ra, sau đó mình tìm xem những động từ nào trong 50 từ đó có ba cột giống nhau. Vì chúng ta có chữ put là để, đặt để nè. Hiện tại, quá khứ và quá khứ phân từ giống nhau, đều là put hết ha. Hoặc là cut là cắt nè. Giống nhau thì mình lựa những chữ này mình học trước. Học một chữ thành ra học được ba chữ luôn. Thì hurt là đau, làm cho đau ha. Hurt giống nhau. Mình học hết những chữ giống nhau rồi, mình lựa đến cái nhóm số 2 là những từ nào mà có cột số 2 và số 3 giống nhau. Ví dụ chúng ta có từ buy là mua đi, quá khứ của mua là bought, quá khứ phân từ là bought ha. Mình có từ bring là mang đến thì quá khứ là brought, quá khứ phân từ cũng là brought. Số 3 mình có từ think, quá khứ là thought, quá khứ phân từ là thought.
Các bạn khi lựa ra những động từ mà có hai cột ngoài sau giống nhau, cái đó mình làm gì? Mình xem cái trong những cái từ này nó có giống nhau. Ví dụ như từ bought, từ brought, từ thought này có cái khúc sau giống nhau nè. Mình vô chung một nhóm, mình học như vậy mình sẽ rất là dễ nhớ. Sau khi mình học hết những động từ mà ngoài hai cột ngoài sau giống nhau như vậy thì mình sẽ tới cái nhóm cuối cùng là nhóm có ba từ khác nhau. Lúc đó chúng ta sẽ bắt buộc phải học thôi ha. Đó là cách học chủ động, là mình mua về mình lựa từ ra mình học. Cách học khác nữa dành cho những bạn ví dụ như lớn tuổi, mình cảm thấy mình học như vậy cũng vô ích tại vì mình không có nhớ, hôm nay nhớ ngày mai cũng quên, mình sẽ không học như vậy. Mình sẽ học theo cái kiểu thụ động là mình học bài trong ngày, mỗi ngày mình học đó, mình thấy động từ nào bất quy tắc, mình chép cái từ đó xuống và mình học đúng từ đó thôi. Mình học từ đó xong rồi mình thấy từ khác mình học đến từ khác. Hay là trong thực tế mình gặp từ nào mình học từ đó, mình không học theo cái kiểu mà thống kê như vậy. Cho nên tùy thôi các bạn nha. Rồi đối với động từ bất quy tắc, hiện tại chúng ta xài cột này, quá khứ chúng ta xài cột này. Các bạn nhớ mình xài cột số 2. Cho nên ở trong công thức thì TK sẽ ghi như vậy. Công thức ở khẳng định nha. Câu khẳng định nè. Đầu tiên mình có chủ ngữ, sau đó đến động từ. Và động từ này á mình viết tắt là chữ verb. Ha. TK ghi là verb 2 có nghĩa là động từ ở cột số 2, động từ bất quy tắc ở cột số 2 hoặc là động từ bình thường mình thêm ed. Nếu động từ bình thường mình thêm ed, động từ bất quy tắc mình sử dụng ở cột số 2. Rồi, làm sao mình biết động từ nào là động từ bất quy tắc, động từ nào là động từ thường để mình phân loại? Chỉ có một cách duy nhất thôi. Mình thấy một động từ nào đó, mình dỡ bảng động từ bất quy tắc ra xem nó có trong bảng động từ bất quy tắc hay không. Nếu không có thì nó là động từ thường. Còn khi mà các bạn học đủ lâu rồi, các bạn sẽ tự biết luôn đây là động từ bình thường hay là động từ bất quy tắc. Còn đối với những bạn mới học, mình chỉ có một cách là mình dò như vậy thôi các bạn nha. Rồi, ở câu khẳng định các bạn nhớ ha, mình sử dụng động từ thêm ed hoặc là như vậy. Rồi quay trở lại kia, các anh chị của tôi đã sống, chỉ live là sống nè, mình thêm ed vô, đã sống ở Việt Nam, in Việt Nam. Trước khi, hồi nãy các bạn đó ghi chữ trước khi là before, xong bạn ghi là went to America. Ha, câu này là câu của bạn bạn Hảo chắc. Đây, mình thấy đây có chữ before. Before là một giới từ. Sau giới từ, động từ đi theo bắt buộc phải là verb in. Các bạn nhớ nha. Sau before là động từ thêm in. Ha. Cho nên bạn lúc nãy bạn ghi chữ when là không đúng. Ở đây mình thấy chữ này là chữ gì? À, quá khứ của chữ go. Mình có thể dùng chữ go là going. Ha. Hoặc là các bạn dùng chữ đến là coming. Hoặc là dùng chữ mình di dân, di trú gì đó, moving. Động từ nào cũng được hết. Mình bắt buộc phải là động từ thêm in. Cho nên mình thấy chữ before giống như vậy thì dĩ nhiên before nè, đối ngược lại của before là chữ after nè. Before hoặc là after, mình nhớ luôn sau before hoặc là after là verb in, động từ thêm in các bạn nha. Before coming to America hoặc là coming to the US ha. Rồi, bạn Thanh Nguyễn, my siblings were live. Bạn ghi là my siblings. Tại vì bạn thấy nhiều người bạn sử dụng động từ were ha, nhưng mà sau đó là live. Ở đây mình thấy tại sao khi mà học TK chia ra hai phần động từ to be và động từ bình thường. Tại vì khi mà mình xài to be thì mình không xài bình thường, mình xài bình thường không xài to be. Ở trong câu khẳng định nha, ở trong câu thì đơn ha. Ở thì đơn thì không như vậy. Cái thứ hai nữa, nếu mà những cái thì khác thì các bạn thấy ngoài trước có động từ to be nè. Ngoài trước có động từ to be, ngoài sau không bao giờ là một động từ nguyên mẫu được hết. Không bao giờ ha. Nếu mà các bạn dùng là mình dùng là living, nhưng mà đây là một cái thì khác rồi, hôm nay mình chưa học tới thì đó, hay mình học thì đơn thôi, mình xài một động từ thôi, cho nên mình dùng động từ live quá khứ lên ha. Còn nếu mà bạn muốn cái kia là mình dùng chữ were xong rồi tới in Việt Nam, động từ to be mình dịch là thì ở, mình có thể dùng là các anh chị của tôi đã ở Việt Nam, mình dùng chữ were vẫn được luôn các bạn nha. Were in Việt Nam, before coming hoặc là going to the US, to America vẫn được. Ok,
Rồi bạn Thủy Thu. Đúng rồi, mình khi mà mình nghe TK nói một cái gì đó, mình nhớ để cho dễ nhớ. Thay vì mình ngồi không thì mình sẽ ghi lại before hoặc là after, sau đó cộng với lại verb in. Thì từ đây về sau mình sẽ nhớ được nhiều hơn ha. Hoặc là ví dụ trong lúc TK giải thích, TK giải thích như vậy, các bạn cứ viết lại cái câu đó nhiều lần thì mình sẽ nhớ được lâu hơn. Mỗi lần mình viết như vậy mình nói, nó sẽ in vô trong não của mình. Rồi. À, ở thì quá khứ, ở thể phủ định nha. Phủ định ở trong thì hiện tại, ở trong động từ to be mình chỉ thêm chữ not, và chữ not nằm phía sau động từ to be. Đúng không? Còn ở động từ thường, các bạn nhớ phủ định lần trước mình học như thế nào không? Mình thêm chữ gì? Ở động từ bình thường bắt buộc phải có gì các bạn? Bắt buộc phải có trợ động từ. Và trợ động từ đó chúng ta xài là trợ động từ gì? Do. Như vậy quá khứ của chữ do là gì? Nãy TK mới nói đó, các bạn nào nhớ nè. Chữ do nè. Quá khứ của do là did ha. Ở đây mình chia ra hai nhóm, nhóm một là do hoặc là does, các bạn nhớ không? I, you, we, they mình xài chữ do, he, she, it mình xài chữ does ở thì hiện tại. Nhưng ở thì quá khứ thì khai nói đó, mình không phân biệt chủ ngữ là gì, số ít số nhiều, không không quan tâm. Quá khứ chỉ có một chữ thôi là chữ did ha. Mình không cần chia nữa. Cho nên nếu mà nhìn ở phương diện khác thì mình thấy thì quá khứ đơn nó dễ hơn thì hiện tại đơn. Rồi, bây giờ mình muốn sử dụng một câu nào ở thì quá khứ và thêm khẳng định ha. Mình chỉ nhớ là chỉ xài ở phủ định và nghi vấn thôi nha. Tối hôm qua trời mưa nên tôi không có đi học. Các bạn dịch câu đó nha. Tối hôm qua trời mưa nên tôi không có đi học. Có một điều TK hay nhắc đi nhắc lại trong lúc mà mình học lắm, không biết các bạn có nhớ không? Các bạn dịch câu này cho TK nghe đi rồi mình sẽ nhớ. Tối hôm qua trời mưa nên tôi không đi học. Bạn song song, tối hôm qua đâu? Thường ở trong thì quá khứ sẽ có cụm từ chỉ về thời gian, lúc nào cũng vậy nha, chứ không người ta đâu có biết mình nói tới lúc nào mà mình xài thì quá khứ. Chị Lê Thanh đúng rồi, chị Thanh giỏi quá. Bảy, nếu mà mình để song song, nếu mà mình để cái từ last night sau cái vế đầu tiên nó sẽ đúng hơn là để sau cái vế kia ha. Bạn Vi phát, it was raining last night so I didn't go to school. Đây là của bạn phát đúng không? À, mình đang học thì quá khứ đơn ha, mình không xài chữ này nha. Thường đây là một thì khác, đây là thì quá khứ tiếp diễn. Quá khứ tiếp diễn thường mình dùng khi mình nói đến hai động từ xảy ra cùng một lúc. Ví dụ như nói là tối hôm qua lúc trời mưa là tôi đang xem tivi. Hai hành động thứ nhất là trời mưa, hành động thứ hai là xem tivi. Mình sử dụng khi mà có hai hành động xảy ra cùng một lúc. Còn đây mình hai cái hành động này không có xảy ra cùng lúc nên chúng ta không sử dụng cái đó ha. Mình không sử dụng thì ở đây. Mình sử dụng thì quá khứ đơn đi bạn. Mình đổi thành câu quá khứ đơn nha. Bạn Thủy Thu, it rained last night, so I didn't go to school. Đúng rồi. Bạn Thúy Trần không đúng luôn nha. Thúy Trần cũng giống như bạn hồi nãy. It was rain là không được ha. Mình sử dụng chữ mưa như là động từ. It rained. Mình chia quá khứ. It rained. Tối hôm qua, last night. Ha.
So I didn't go to school. Vì vậy tôi không có đi đến lớp. Mình dùng là didn't go to school cũng được, didn't go to class cũng được luôn ha. Trường hay lớp gì cũng được hết ở đây. Tôi đã gặp anh ấy ngày hôm qua. Thủy Đằng đúng rồi. Tôi đã gặp anh ấy ngày hôm qua. Bạn Wendy đúng rồi ha. It rained last night, so bạn Thảo Trang Trần đúng rồi. Đúng rồi. Tôi gặp anh ấy ngày hôm qua. Tôi là ai? Gặp là chị meet là gặp nào? Quá khứ của chị meet là chị met. Anh ấy, him, yesterday. Rồi, khi mà bắt đầu viết, mình viết một câu ngắn như vậy rồi mình từ từ cho nó dài hơn. Ở siêu thị. Ở tại siêu thị. I saw him yesterday. Saw him là mình nhìn thấy thôi. Met là mình gặp. Mình gặp, mình nói chuyện luôn. Còn saw là mình thấy, chứ mà mình chưa có nói chuyện ha. Khác nhau chút xíu. Mình thêm cái phút khúc sau nhé. I met him yesterday ở tại siêu thị. Ở tại siêu thị. Đào Thu Hằng. I met him yesterday ở tại siêu thị. Siêu thị mà chữ market là chợ, siêu thị khác chứ chợ chị Thanh. Ui, Anna Trần, when I was in, bạn thấy đúng rồi. I met him yesterday ở tại siêu thị ha. Ở tại là at, siêu thị là super market. Ở đây mình thấy supermarket nè, đây là một danh từ. TK nói danh từ số ít thì người trước phải có mạo từ. Mạo từ mình có những chữ như là chữ a nè, chữ an nè, chữ the nè. Mình có ba chữ mạo từ ở đây ha. Trong ba từ này mình chọn từ nào? A và an giống nhau, cho nên mình chỉ chọn từ nào mình xài an khi mà chữ này nó bắt đầu bằng một cái nguyên âm. Cho nên đây chữ an là sai, chỉ còn là chữ ờ và chữ the thôi. Mình dùng ờ hoặc là the. Ở đây chúng ta sử dụng chữ the. Tại sao? Siêu thị là một cái chỗ công cộng, ai muốn đến cũng được hết, thì mình dùng chữ the nha. Còn mình dùng chữ ờ khi mà mình không có xác định được, cho mình dùng chữ the. I met him yesterday at the supermarket. Thì các bạn thấy đó, thay vì cái câu của mình nó ngắn như lúc đầu là tôi gặp anh ấy ngày hôm qua, I met him yesterday, thì câu của mình thêm một xíu nữa là at the supermarket, và mình thêm một xíu nữa ngoài sau là gần nhà tôi. Tôi gặp anh ấy ngày hôm qua tại cái siêu thị gần nhà tôi. Mình thêm mấy chữ nữa là ở gần nhà tôi. Bạn Lê Thanh, không dùng chữ ở được nha. The supermarket. Mình thêm chữ gần nhà tôi, mình viết nguyên câu nha. I met him yesterday at the supermarket, gần nhà tôi. Bạn hello Eun Woo đúng rồi. Bạn song song sao có chữ trang xem đó vậy? Near my house đúng rồi. Chị Lê Thanh, near không có chữ tu sao đó ha. Near my house thôi. Bạn Thủy Đặng, I met him, tôi gặp anh ấy tối hôm qua, thì cái chữ yesterday nằm sau chữ I met him.
Mình không để xuống cuối câu, để xuống cuối của cái câu mà cái vế mình đang nói ha. I met him yesterday at a supermarket near my house. Anh ấy ở đó với các con của mình. Anh ấy ở đó với các con của mình. Là lúc mà mình gặp ảnh thì có ảnh đi chung với mấy con của ảnh đó ha. Anh ấy ở đó với các con của mình. À, mình không cần có chữ in nha Samsung. Anh ấy ở đó với các con của mình, không cần có chữ in ha. Bạn Thủy Đặng đúng rồi. Chị Lê Thanh. Chị Lê Thanh, chủ ngữ là he mà tại sao mình dùng chữ were? Bạn Hạ Lưu, anh ấy đứng đó. He's standing. Không đúng ha. Mình dùng ở đây là he's standing with his children. Câu này là câu của bạn à. Bạn Hà Lưu. Ở đây là chủ ngữ là he nè. Sau sau chủ ngữ không bao giờ có động từ thêm in liền luôn, không bao giờ luôn á nha. Và ở đây mình đang học động từ thì quá khứ đơn, mình sử dụng là he was ở đó là there with his children, hoặc là mình không cần có chữ he was there with his children. Anh ấy ở đó với các con của mình. Đúng rồi. Cho nên khi mà mình thấy, khi mà mình học được thì hiện tại đơn và quá khứ đơn, mình có thể đặt, mình có thể kể về một cái câu chuyện nào đó được luôn các bạn nha. Rồi mình thêm một câu nữa ha. Tôi không hiểu tại sao vợ anh ấy không có ở đó. Tôi không hiểu tại sao vợ anh ấy không có ở đó. Tôi không hiểu tại sao vợ anh ấy không có ở đó. Bạn Nguyễn Thị Tâm đúng rồi, nhưng mà hết cái câu đầu tiên mình có dấu chấm câu ha. I met him yesterday at a supermarket near my house. Chấm câu. Và câu mới, he was there with his children. Biên phạm đúng rồi. Bạn Nguyễn Thị Hồng Gấm, he was. Children mình không có s nha, bản thân từ children đã là số nhiều rồi, không thêm s ngoài sau được ha. Từ đề từ đặc biệt ha, số ít là child, số nhiều là children. Những từ khác khi sang số nhiều mình thêm s, từ này số ít là chữ child, số nhiều, mình đặc biệt mình học thuộc lòng luôn nha. Tôi không hiểu tại sao vợ nó không có ở đó bạn à. Hồ Thị Anh Châu, I don't understand why his wife wasn't there. Đúng. Bạn song song sai rồi, why I didn't know không đúng nha. Không phải bạn. Bạn Wendy Trần. Wendy Trần đi hay ghi lại câu ha. Câu của Wendy nè. Câu này là của Wendy nè. I don't understand why didn't his wife stay there. Câu này nó chưa đúng lắm. Đây. I don't là tôi không understand, hiểu why là tại sao, đúng rồi. Nhưng mà chỗ này tại sao mình đảo động từ lên phía trước vậy? Mình đảo động từ ra phía trước khi nó là câu hỏi, còn đây là không phải là câu hỏi ha. Tại sao? Why his wife? Đúng rồi ha. Không có ở đó, mình không dùng chữ stay.
Chữ stay là mình dùng khi mà tôi đi đến, mình ở khách sạn. Thí dụ tôi đến chỗ đó, tôi sẽ ở khách sạn, tôi sẽ ở nhà bạn tôi thì dùng chữ stay. Mình dùng chữ were, động từ to be là thì ở, chữ ở ha. Không có là wasn't there là ở đó. Cho nên để các bạn có thể hiểu lại câu này, tôi khai dịch cho mình luôn nha. Chữ tôi là ai nè, chữ không là don't, hiểu là understand, I don't understand, understand. Tại sao why vợ anh ấy, his wife, không có ở đó, wasn't là không có nè, không có ở nè, đó là there. I don't understand wife, why his wife wasn't there. Với anh ấy thì mình thêm vô cũng được ha. With him hoặc là với họ, with them đều được luôn nha. Chúng tôi nói chuyện một lúc trước khi bye bye. Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc trước khi bye bye. Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc trước khi bye bye. Bình đổ hoa. À, mình dùng ở đây mình dùng thì hiện tại ha, tại vì tới giờ mình cũng không hiểu tại sao vợ anh không có ở đó. Còn khi mình dùng quá khứ, khi là bây giờ mình hiểu rồi, lúc đó mình không hiểu mà bây giờ mình hiểu rồi. Còn tới giờ mình vẫn không hiểu thì mình sẽ không không sử dụng thì quá khứ. Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc trước khi bye bye. Bạn Loan Đặng. His wife wasn't there. Không có chữ with ha. We talked together for a few minutes, chị Thanh. We talked together before say goodbye. Bạn Tuấn Trần. Tuấn Trần lúc nãy TK nói sau chữ before là gì? Bạn Tâm Nguyễn cũng vậy, sau before phải là verb in. Bạn Cát Tường. Bạn Mai Gia, sau chữ before phải là verb in nha. Rồi chúng tôi là gì? We. Nói chuyện là talk nè. Ở thì quá khứ mình thêm ed tại hôm qua ha. We talk. Không cần có together. We talk thôi ha. À, một lúc. For là trước một khoảng thời gian mình có chữ for nè. Một lúc là a while. We talk for a while. Trước khi. Before. Bye bye. Saying. Bye. We talk for a while before saying bye ha. Rồi. Mình dịch thêm một câu nữa trước khi mình đi quay cái phần khác nha. Mỗi ngày tôi lái xe đi học. À, mỗi ngày tôi lái xe đi làm. Nhưng mà sáng nay xe hư nên tôi đi bằng taxi. Đổi lại chỉ tôi thành chỉ chồng tôi ha. Mỗi ngày chồng tôi lái xe đi làm. Mỗi ngày chồng tôi đều lái xe đi làm. Nhưng sáng nay ảnh đi bằng taxi vì xe của ảnh bị hư. Đây, mỗi ngày chồng tôi đều lái xe đi làm nhưng sáng nay ảnh đi bằng taxi vì xe của ảnh bị hư. Bạn song song đọc lại câu của mình nha, chưa đúng ha. Bạn Cát Tường.
Every, mình dọn mình xài một từ every thôi ha. Every day. Để thì khi copy cái câu của bạn Cát Tường về đây. Đây. Every, mình xài một từ every day. My husband drove to go to work. Bạn song song cũng bị cái lỗi tương tự giống vậy nè. Mình xài động từ lái xe rồi, mình không cần có chữ go nữa nha. Lái xe đi làm. Every day my husband, mình bỏ chữ go đi. Rồi chọn 2 trong 1. Rồi ở đây, mình không dùng thì quá khứ ở đây, tại sao? Tại vì hành động này xảy ra mỗi ngày. Một cái thói quen hoặc một hành động nào đó xảy ra thường xuyên, mình bắt buộc phải dùng thì hiện tại đơn. Các bạn xem lại bài thi hiện tại đơn ở trong YouTube của TK ha. Mình vào trong YouTube mình tìm Văn Phạm. Mình vô chỗ tìm kiếm á, mình chỉ gõ chữ thì hiện tại đơn thì nó sẽ ra cái bài đó. Mình xem lại khi nào mình sử dụng thì hiện tại đơn, nói đến những thói quen hàng ngày bắt buộc phải sử dụng thì hiện tại đơn. Cho nên đây là hiện tại đơn là chữ drive nè, chủ ngữ là chồng tôi thêm as vô. Every day my husband drives to work. Nhưng sáng nay ảnh đi bằng taxi vì xe của ảnh bị hư. Bạn Trần Tuấn, câu của mình ok ha. Thay vì dùng là out of order, mình sẽ dùng là was broken. His car broken. Động từ, mình có động từ break là bị bể, bị vỡ, bị hư nè ha. Hiện tại là đó, quá khứ là broke. Bên kia là broken. But this morning, bạn Cát Tường, but this morning, nhưng mà sáng nay là đã là quá khứ rồi. He go là không được đổi qua quá khứ nha. He went. Bạn Hello Anh Vu cũng vậy. Khi mà mình có cụm từ chỉ về thời gian và thời gian đó trong quá khứ là mình phải đổi động từ sang quá khứ. Thay vì là he go, mình đổi thành he went. Rồi, nếu mà các bạn dùng, ở đây mình có hai từ ha, một là broke, hai là broken. Nếu mình dùng là bởi vì nè, because his car broken, his car broke. Nếu mà mình dùng thì quá khứ đơn ha, mình thêm chữ down vô, broke down là xe bị hư, broke down. Còn nếu mà mình sử dụng ở quá khứ phân từ á, because his car, phải có động từ to be người trước ha, was broken. Sau đó mình có chữ down vẫn được ha. Rồi, ở đây là thì quá khứ ở thể phủ định. À, mình thêm chữ didn't vô ha. Rồi nếu mà câu hỏi thì chúng ta sẽ có từ hỏi nha. À, vì mình hỏi bạn là tối hôm qua bạn có xem tivi không? Bạn có xem trận đá banh tối hôm qua hay không? Hoặc là tivi, hoặc là bộ phim hay gì đó cũng được ha. Bạn có xem tivi hồi tối hôm qua hay không? Hay là bạn có xem phim hồi tối hôm qua hay không? Để cho các bạn có thể đặt câu hỏi dễ dàng hơn thì khi mình dịch ra nha. Tối hôm qua bạn có xem TV không? Ok. Rồi tối hôm qua nè, tiếng Việt mình á, cụm từ chỉ thời gian hay nằm ở đầu câu lắm. Tiếng Anh mình sẽ để xuống cuối câu nha. Chỉ bạn là chỉ you. Chữ có đây mình không thể nào dịch là have được hết. Chữ có là chỉ là trong văn nói thôi. Mình bỏ qua. Bạn xem. Xem là chữ gì? Là chữ watch. Ha. TV. Rồi tối hôm qua. Last night. Rồi. Đây là câu hỏi đúng không? Từ không nè, từ không trong tiếng Việt là từ hỏi ở cuối câu mình để lên đầu câu. Trong câu này mình thấy có động từ. Nếu trong câu có động từ ngoài trước, phải xài trợ động từ. Mình xài do hoặc là did. Bình thường là do ở hiện tại, quá khứ mình đổi thành chữ did ha. Did you watch TV last night?
Did you watch TV last night? Câu hỏi bình thường mình sẽ làm như vậy. Rồi, bây giờ mình hỏi là tại sao? Thí dụ bạn nói là không xem đi, hỏi tại sao bạn không xem? Tại sao tối hôm qua bạn không xem TV? Tại sao tối hôm qua bạn không xem TV? Tại sao là why? Tối hôm qua vẫn để xuống cuối cùng. Bạn Thủy, Thủy Thu. Nếu mà mình dùng là did you watch movie, mình thêm chữ the ngoài trước ha. Did you watch the movie last night? Did you watch a movie last night? Danh từ phải có mở từ ngoài trước nha. Tối hôm qua là last night, tonight là tối nay. Thì bây giờ, ví dụ bây giờ chưa tới buổi tối, mình không dùng chữ did được nha bạn Cát Tường. Did you watch TV last night? Bình Hoa, Bình Đỗ Hoa đúng rồi. Why? Bạn quên đi. Why didn't you watch TV last night? Đúng rồi ha. Tại sao là why nè? Tối hôm qua đến cuối cùng bạn là you. Xem là watch TV. Rồi last night ha. Ở đây bạn không xem. Bình thường là xem chữ did nè. Bạn không xem mình thêm chữ not vô. Didn't. Why didn't you watch TV last night? Tại sao tối hôm qua bạn không xem? Thì các bạn thấy khi mà đặt câu hỏi có từ hỏi đó thì mình chỉ thêm từ hỏi ngoài trước, ngoài sau mình vẫn để nguyên như bình thường ha. Như vậy mình nhớ ha. Thì quá khứ đơn mình sử dụng khi mà mình khi hành động đó không còn xảy ra trong hiện tại được thì mình xài thì quá khứ đơn. Còn nếu mà xảy ra trong hiện tại thì chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn. Hiện tại hôm nay chúng ta chỉ học có hai từ từ thôi, quá khứ đơn và hiện tại đơn. Rồi để cho các bạn hiểu rõ hơn mình xem định nghĩa nha. Thì quá khứ đơn là thì dùng để diễn tả một hành động hoặc là một sự việc đã xảy ra ở trong quá khứ hoặc là vừa mới kết thúc ha. Và khi nào thì mình sử dụng thì quá khứ đơn? Mình sử dụng thì quá khứ đơn khi hành động đó đã xảy ra và đã kết thúc nha. Hoặc là thứ hai là một thói quen ở trong quá khứ. Ví dụ như trước đây mình đã từng làm gì đó hoặc là một chuỗi hành động xảy ra liên tiếp ha. Ở đây là một hành động xen vào một hành động đang diễn ra, như hồi nãy TK nói đó, thì quá khứ tiếp diễn. Nếu mà có hành động khác chen vô thì hành động đó mình sử dụng thì quá khứ. Ví dụ mình nói là trong khi tôi đang ăn cơm thì chồng tôi về. Mình có hai hành động đúng không? Trong khi tôi đang ăn cơm thì chồng tôi về. Hai hành động xảy ra nè. Thứ nhất là hành động gì? Trong khi tôi đang ăn cơm thì chồng tôi về nhà. Hai hành động đúng không? Thì nó nói như thế nào? Hành động chen ngang vào trong hành động khác đang xảy ra, mình phải sử dụng thì quá khứ đơn. Hành động chen ngang vô là hành động chồng mình đi về. Hành động đang xảy ra là mình đang ngồi ăn cơm, ảnh đi về nhà ha. Cho nên ở đây mình sử dụng thì quá khứ đơn trong vế số 2. Vế đầu tiên mình có chữ đang nè, cho nên mình không sử dụng thì quá khứ đơn, mình sử dụng là quá khứ tiếp diễn nha. Rồi, trong lúc tôi đang ăn cơm, trong lúc mình bỏ chữ đi, chữ trong lúc đi. Chữ tôi là ai? Đang ăn cơm. Chữ đang ăn là I was eating, hoặc là have, mình dùng chữ eat cũng được, mình dùng chữ have cũng được ha. Tôi đang ăn tối, I was having dinner. Rồi, chồng tôi về nhà. Trong lúc là chữ gì? While gọi là trong lúc ha. Chồng tôi về nhà. Vế số 2 chồng tôi là my husband về nhà. Về nhà là chữ gì các bạn? Vế này là mình phải dùng thì quá khứ đơn nha. Cho thì khi chữ về nhà. Đoàn Thanh, Đoàn Thị Đà, lâu lắm mới gặp chị. Come back home, went home. Bạn Thùy Trang, Quỳnh Lê, mình dùng chữ when.
Mình dùng chữ when khi nào mình đang ở cùng hướng với chồng mình, còn mình đang ngồi ở đây mà chồng đi về về hướng của mình không dùng chữ when ha. Mình dùng chữ come. Quá khứ cái chữ come là chữ came, came home. Các bạn nhớ nha, sự khác nhau giữa go và come. Go là từ hướng mình đi ra, từ người đó đang ở chỗ của mình mà người đó đi ra khỏi chỗ của mình, đi cách xa chỗ của mình là go. Còn người ta đi về hướng của mình là come. Mình đang ngồi ở nhà ăn cơm, chồng mình đi về tới nhà, về hướng của mình dùng chữ come, mình không dùng chữ go. Chị à, bạn Đà Đoạn Văn, vừa when vừa go là không được ha. Trong hai đó chỉ được chọn một thôi. When là quá khứ của chữ go. Came home, Nguyễn Thị Hồng Gấm đúng rồi. Thanh Phạm, to go to home không được nha. Ở đây sẵn thầy Thi Khe nói luôn cho mình cái chữ chữ go ha. Mình xài go. Ví dụ như giờ mình go là đi nè. Thường là đi là phải có chữ tới. Go to, sau đó sẽ là một địa điểm. Ha. Mình thấy nếu mà ngoài sau là một cái địa điểm thì ngoài trước là go to. Ví dụ mình có những chữ như là đi siêu thị nè, go to siêu thị là the supermarket ha. Rồi đi đến bệnh viện. Go to the hospital. Đi đến trường. Go to school. Đi đến lớp học. Go to class. Đi biển. Go to the beach. Ha. Thì đây các bạn thấy nè, siêu thị, bệnh viện, biển, trường học, lớp gì đó. Thì đây là những cái địa điểm. Cho nên nếu mà ngoài sau là một địa điểm thì ngoài trước phải là go to. Đi phải tới ha, go to. Tại sao ở đây có chữ the? Ba câu đầu tiên có chữ the, ngoài sau không có chữ the. Thì những địa điểm nào mà mình thấy địa điểm công cộng ai tới cũng được hết á. Siêu thị ai muốn tới thì tới, có mua đồ hay không có mua đồ tới vẫn được, bệnh viện cũng vậy, biển cũng vậy, thì mình có chữ the. Chữ school hoặc chữ class, những cái chỗ nào đó về cá nhân mình một chút, ví dụ như trường học của mình thì mình tới, mình đâu có đi ngang tới cái trường kia đẹp đẹp mình quẹo vô đâu có được. Trường của mình thì mình mới tới được, lớp của mình thì mình mới vô được. Những cái riêng tư như vậy thì mình sẽ không có chữ the ha. Bây giờ về nhà, vì là đi về nhà thì không có chữ to, đặc biệt các bạn nhớ nha. Chỉ có go home là không có chữ to. Ha. Rồi. Ngoài sau chữ go nếu như mà không có chữ to thì sẽ là verb in. Go cộng với lại verb in. Động từ mà có in ngoài sau á thì nó đến là một cái sở thích nè, hoặc là một môn thể thao nào đó. Ha. Ví dụ như mình nói đến sở thích đi. Thích đi mua sắm. Go gì? Go là đi nè. Mua sắm là sở thích nè, shopping. Go cộng với verb in không được có chữ to các bạn nha. Có nhiều bạn nói là go to shopping là không đúng. Go to ngoài sao phải là địa điểm. Dù tôi đi đến cái chỗ để mà mua sắm đi ha. Go to the shopping mall là siêu thị. Go to the shopping mall thì được. Chứ còn nếu mà go để nó đến một cái hành động thì chúng ta không được có to nha. Rồi mình đi câu cá, chữ go nè. Cá là fish nè. Go fishing là câu cá. Mình đi cắm trại, go camp. Camp là lều trại ha, go camping. Ha. Mình đi khiêu vũ, go dancing. Môn thể thao, đi bơi, go. Bơi là swim, swimming. Mình đi trượt tuyết, go skiing. Ha. Ok. Rồi, như vậy các bạn còn thắc mắc gì ở trong cái thì quá khứ đơn không ạ? When I was having dinner, my husband came home. Đúng rồi, đào Mỹ.
Ok, như vậy mình đã học xong thì hiện tại đơn nè, thì quá khứ đơn nè. Nếu mà bạn nào mà chưa có học hoặc là chưa có nắm kỹ thì kia sẽ để hai cái video của hai cái phần đó ở trong phần bình luận của cái video này, của cái live ngày hôm nay để các bạn có thể xem lại. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn xem những cái video khác mà các bạn thấy TK không có để ở dưới đó, thì các bạn vào trong YouTube ha, để TK tìm cách TK bỏ cái màn hình lên cho các bạn thấy, để TK sau này các bạn có thể dễ dàng tìm được những cái bài học của TK trên YouTube hơn. Rồi, các bạn thấy đây là màn hình bình thường ha. Mình vào trong YouTube, mình gõ chữ YouTube nè. Rồi, ở trên đây mình tìm là Study English with us. Thì các bạn thấy đây có hình của TK ha. Các bạn bấm vào trong cái hình này thì sẽ ra cái kênh của TK. Rồi, các bạn thấy chỗ này nè, mình có home video short live live là những cái live stream á, thì nó sẽ hiện lên chỗ này ha, playlist community, và đây có cái kính lúp nè, tìm nè. Các bạn vào trong đây các bạn tìm bất kỳ chủ đề nào mình muốn, ví dụ các bạn muốn tìm về chủ đề mạo từ đi, mình bấm chữ mạo từ thì đây nó hiện lên bài mạo từ ha. Các bạn muốn tìm về chủ đề xài chữ do chữ does thì ha, mình ghi do does, nó sẽ hiện lên bài cách dùng do hoặc là does ở đây. Các bạn muốn tìm bài hiện tại đơn, mình bấm hiện tại đơn thì hiện lên đây bài drama, bài văn phạm số 5 hiện tại đơn của động từ to be, bài văn phạm số 6 hiện tại đơn của động từ bình thường. Đây là cách mà mình tìm. Cho nên nếu mà bạn nào mà chưa có quen cách xài YouTube đó, thì mình vào trong phần tìm kiếm thì mình tìm ha, quá khứ đơn, mình bấm lên đây thì sẽ hiện lên bài số 9 quá khứ đơn, bài số 8 cũng là quá khứ đơn, bài số 9 là ôm lại cho mình. Cho mình sẽ tìm những cái dưới đây là quá khứ đơn nè, đây là cách mà mình tìm bài nha. Rồi, tuần sau mình sẽ học qua thì tương lai đơn. Cho nên các bạn chịu khó ôm lại hiện tại đơn và quá khứ đơn trước khi mình vô trong tương lai đơn nha. Rồi, nếu mà các bạn không có thắc mắc gì hết thì mình sẽ bye bye ở đây ha. Và tuần sau cũng 8 giờ ha, mình sẽ gặp lại ở đây. Thì sẽ live stream ở trên YouTube nha. Nếu mà các bạn vô trong Facebook thì các bạn vô trong Study no, Facebook thì vô trong học Anh ngữ với chúng tôi ha. Các bạn có thể nhắn tin cho TK ở trên đó, hoặc TK cũng live cùng lúc vừa ở trên này vừa ở trên học Anh ngữ với chúng tôi. Cái nào mà các bạn dễ vô thì các bạn cũng vô trong đó nha. Rồi tuần sau mình sẽ gặp lại nhau ha. TK bye bye nha.